Rồi, em xin mến chào toàn thể tất cả cô chú chị và các bạn nha. Hôm nay em lại tiếp tục cái đồng các nhà ơi. Thì đây em coi bên này có một cây ruộng mới làm ngày qua luôn. Mới làm qua cũng test thử rồi. Không có dính con cá nào hết trơn. Qua đi ở đồng kia khô cốc luôn cả nhà ơi. Nên em cũng quay lên. Bên này mới quay lại các nhà. Đây là cái gỗ đi đựng cá nè. Chứ bắt dính đồng đựng cá rồi đem gỗ của cho bá luôn. Bữa nay em đi chài thì hôm nay thì em đi ra đồng, em không có mang rổ cả nhà. Thì thường ra đồng bữa nào em đi bắt cá cạn này kia nọ thì em đem rổ theo, còn bữa nào em đi chài là em đem chài thôi chứ em không đem rổ cả nhà. Đi chài em bỏ trong cái hộp xe này. Thì bữa nay là mình cái chỗ nào mình chài được mình chài, chỗ nào không được thì mình xuống mình bắt tay nữa cả nhà. Bây giờ xin mời cả nhà cùng theo em đi kiếm cá nha. Đây đồng lúa mình mong cả nhà. Anh chị xuống này tới cái mớ cá nè. Thì chỗ này mấy cái điểm này thì em không có chạy được nữa nha. Chỉ xuống mắt tài thôi. Đi dài dài có chỗ nào đi thăm chừng trước á. Coi là chỗ nào chạy được thì chạy. Nhưng mà chỗ này thì chỉ có bắt tài mới được cả nhà. Wow, đây được ổ luôn nè. Bắt tài nó vui hơn đi chạy nha. Chạy cái một cái nó hết rồi. Như cái điểm này thì có những cái đường đóng rảnh nè, cá nổi thì mê luôn đó nha. Đó, trong đó đó, trong cái đó có hàng đó. Này hơi gió hơi ồn cái nha. Bữa đứa cái chân này mới lạnh lạnh nè. Này này kiếm cá bắt tiếp. Để kia cái gỗ này. Đây đi. Đây em thấy cái này chạy vô hang rồi, nó quậy ở đây nè cả nhà. Đầu tiên một con cá rô. Có cái này vô đi. Có nước luôn. Bán nặng luôn cái nè. Chài với cá nhỏ quý thứ. Còn này thì một thọc hàng. Quạt gì là thịt thâu. Nãy em thấy cái chỗ kia có cái dũng cục đá đó. Làm khác là cục đá là gì? Có cái chè đâm dùm bữa. Nước cạn cạn luôn nè, bắt đây là bưởi bắt thịt con bắt luôn. Để đi rộng rồi nè, có nước nè. Luôn. Có gỗ gì đựng tiện nữa nha.
con cá. Bỏ vô vỗ. Nhảy vô vỗ. Nhảy sọc sọc chứ cái gì nè. Dạ dạ. Con cá gì dữ vậy ta? Em lại chúng lần kia em chạy cho cả nhà coi. Anh chị anh em cũng đĩa mấy dũng này coi. Đúng chỗ này em bắt chút xíu nữa tới đằng kiểu kia. Đây có cái dũng này nè cả nhà. Đi còn con nào nữa không thì cũng ụt nhiều quá nè. Chỗ này là phải chạy cả nhà, chạy xong xuống bắt luôn. Bữa nào dạy em gặp cái cạn này nè. Cái cạn nó sắp lúa sắp xuống á. Mỗi ngày mình tắm máu. Có cái nhánh cây đây. Quá lẻ luôn. Ra tao mà được rớt luôn. Lúc mình chạy cái một cái bự nó vô háng chứ hả? Là trên này nó mát nè. Đó. Đây nè. Quá chí luôn. Ồ nhóc luôn. Bắt cá bắt từ tay mình bắt từng con nó ham hơn nữa. Thế mình giống như mình lựa vậy, mình lựa con nào bự cũng rất vậy. Này rồi trứng mảnh nữa rồi đi rồi. Cá này nó khô bị sặc sình đó cả nhà, về muốn nuôi lại nó cũng khó, không biết cách sao để về nhà cho nó sống dai. Cái chạy một gỡ đã tay. Nhóc luôn. Cua quá trời. Nãy em đi ngang thấy Dũng nó không ụt mấy. Nãy em quậy hằng này cái không biết chi chi sao. Rồi cái lắp kiến con. Tới kiến con luôn cả nhà. Đã xong. Lâu mình kiếm miếng cá này nè, làm nhiều món ăn miền Tây mình. Mình khi chiên hoài ăn cũng ngon, mà mỗi cái mình chiên hoài cả nhà thấy em cũng chán. Phải thay đổi mình kiếm cái món ăn nào đó cả nhà biết, cả nhà góp ý thêm vô bình luận cả nhà. Cho em có món ăn mới là lạ về miền Tây. Thì em cũng ở miền Tây mà cũng nhiều món em chưa biết. Cá rô bí thì thường thường chiên giòn. Có kho tiêu mà em thấy có nhiều người đó ta chiên xong rồi ta mới kho. Họ biết ăn sao. Bây giờ em có chiên rồi em có xào bầu rồi.
ngon lắm. Gió quá gió luôn rồi. Đi ra đồng thì có mình anh đi chài em lội lặn lội này kia nọ thì nó cũng không có xài mít đó cả nhà. Nó nghe sợ sợ. Quại luôn vậy, không hết nha. Chắc lại làm thêm chài nữa. Thêm chài nữa. Đây là giữa trưa hè nắng nóng. Cái đường kinh dài lắm luôn, chút xíu lại đang coi nữa cái nhà. Nước nó thấy dễ nhận sống hơn. Kinh nghiệm mới có. Hai chân cái gỗ là phải vậy mới được, để hai chân gỗ nó không có cá là mình làm sao mình bắt không có. Anh nhỏ thì giọng nước là về nhà nó sống chứ, nó không sống thì nó vô nồi chiên luôn. Một còn cái gô nó cũng sống dai lắm nha, chứ nó không có giống như miếng cà phê, cà phê cái bự cái nào bự lên bờ chút xíu chết. Bữa em về em cũng gặm mới được mấy cái gô nhỏ nhỏ nè. Cái tối em ngủ với anh ta dưới sông rồi đi bơi xuồng em lấy điện cái chích vô rồi xong chết hết trang luôn cái gô của em luôn. Đi kinh em mà em đi em hải hay để đi đặt là không có cá gì hết. Thì rất mong cả nhà hiểu cho kênh này của em nha, tại vì em hải sáng sớm phải đi bán về xong rồi là ra quay clip chung với em, rồi xong rồi về rồi đi quay clip xong rồi về nhà còn lo con cái này kia nọ, rồi thêm cái nữa là giấc chưa nắng vậy nè, rồi cái em cũng ấy cũng mệt á, rồi cái đi ra đồng bắt cá bắt mắm bắt ơ này, nó về chơi mệt lắm cả nhà, thì cũng tội nghiệp cho em là cái máy, thì mong cả nhà cũng biết nha, cả nhà hay hỏi xong kia ông Hải đi theo, rồi chú Tám đi theo nữa. Thì chú Tám thì cũng lớn tuổi rồi nên bây giờ công việc săn bắt thì để cho tuổi trẻ làm đi, chứ chú Tám này nấu ăn thôi. Thì hiện tại bây giờ thì cái này em chỉ làm một mình anh thôi cả nhà, rất mong cả nhà ủng hộ cho em nha. Một chút xuống dưới thì em bắt cho cả nhà coi nữa. Ở đây là đồng gì em cũng không biết nữa, tại em chạy cái đồng bên Đức Mèo Hoàng chạy qua đây.
đi lên Chinh Phụ quá nè, ấp Chinh Phụ. Đây, có đi theo cũng có đem vít nước đây nha. Nhiều khi cái văn từ của em nó cũng không hay ho gì á, nói nhiều quá thành nó dở, dở sẵn là thành cái ghê luôn. Mời cả nhà uống miếng nước nha. Bữa nay review cái trứng cá cho cả nhà mà trên đây làm như cái cây này không có chín nổi gì. Bữa đi là bốn trong nắp kỳ quá. Đây chuẩn bị cái ca theo. Đây là bích nước cô Lan tặng đầu năm tới giờ sử dụng rất là ok luôn, tại vì cái bích nước này là giữ nhiệt giữ nước đá cả nhà, là nó lâu tan lắm. Cái này là cái bích nước đá hồi sáng bên kênh Khói Miệt Vườn quay tới giờ mà nước đá còn nguyên cả nhà. Có rồi, xe ăn đai vậy nè. Quay cái gì? Đúng mùi vậy? Quay, đúng mùi vậy? Đóng luôn. Rồi. Chuối trong nó có nhiều lắm.
nhảy nhảy lên bờ cái lọt luôn. Nằm trong mấy góc lúa lúa cái nè. Hết chỗ che nắng rồi cả nhà. Giờ em phải đi tìm chỗ mát mới. Sẵn rồi là kiếm mấy cái dũng cây chài cái nữa, hay có cái nữa về. Đủ ăn rồi. Xả nước vô chân như chỗ này không kia em bắt nè, đó lại nước nhóc luôn nữa. Cái này sẽ lầy gì đây, nắng mà ấy dạ. Giờ em sẽ lên chỗ cái nắp cống em chạy vậy. Oh, lúa rậm đẹp cái nhà, à, đứng đây cho anh nhà xem nha, à, đây nè cái, à, phải cảnh mà đồng mà gió thổi vậy cả nhà, à, em đi tới đâu cũng phải thích đi đồng, ở đây nó bùng nhìn cảnh lúa thì cũng no lắm nha, ơi tiếp tục cả nhà đi ra đồng nha, đi kiếm chỗ có cá cả nhà ơi. Làm rất nắng luôn, nắng quá. À đây là cánh đồng của em, cánh đồng này cánh đồng của em chứ không phải cánh đồng của em cả nhà. Có nước có rau muống luôn, rau muống trên này không có no bằng rau muống ở dưới chút chỗ nhà em, nhà em dưới muống nhiều lắm. À, du lịch với em ra ngoài đồng nè. Sống dai là mình phải đang bông, mình phải chụm nước con gái lấy oxy rồi. Giống như mình nên rửa sạch cái gì đó nha, có này nó tiện rửa, không có cái xôn quá ăn rửa cái này luôn. Rồi đem sạch cá gọng này xíu đi, em đi chài một cái nữa cái em lại đốc luôn. Chài mình nhỏ ra, không gặp chài bự mình ăn hết. Giờ bắt cái chài lên trước cái. Giờ là dằn nó đầy hết.
quá chứ đã. Chạy một băng quá xỉu luôn rồi cái nhá. Trúng rồi, đây lúc rồi, quá chí rồi, quá chí cá rồi. Chù quá, chù quá. Cái sặc nhiều quá ta. Cái sặc là mình phải bắt rồi, tranh thủ mình đem về nhà sớm cái nhà. Để thì lâu nó chết. Cho cả nhà thôi, thành quả nãy giờ nè. Đó. Nhóc luôn. Năm cái ghê luôn. Cái gì sẽ gột rồi gột. Cặp này mà khó tiêu ăn cái nữa tới luôn. Gió quá, gió nhà thông cảm nha. Mấy ngày gió dữ. Bắt chỉ kỹ đấy chứ bắt khẩu là nó đâm nước lấp. Vũ dài cái nữa nè, rớt xuống rồi. Gió quá gió. Gì mà cái sặc nếm ít con người ta. Dính như đâm lưới. Gỡ nương nương nó về nhà nó còn sống được. Gỡ mạnh quá về nhà nó chết rồi. Đây một con cá cô nữa. Quá chỉ đã. Giờ ôi còn nhóc luôn nè. Nó bắt hoài không hết ta. À.
cả nhà ơi, thì hôm nay thì em cũng trúng bánh được gỗ cá nữa cả nhà. Ô, quá giấy à nhóc luôn rồi. Ô, đóng luôn, đi cho cả nhà coi thấy hết nè. Ô, quá thấy luôn rồi, trúng rồi. Thì em cũng cảm ơn cả nhà đã theo dõi video này nha. Thì em cũng xin nói lại một lần nữa là thông báo đến cả nhà, kênh này chỉ hiện tại chỉ có một mình em đi săn bắt hái lợm này kia nọ, trải nghiệm về cuộc sống miền Tây cho cả nhà xem thôi. Còn chú Tám thì cũng lớn tuổi rồi, em Hải thì buôn bán rồi về quay clip rồi đi làm đi cưa gỗ nữa cả nhà, thì cũng có công việc để trang trải cho cuộc sống. Thì em cũng rất mong cả nhà ủng hộ cho em nha, hãy thông cảm cho chú Tím Tám và em Hải nha. Thì em cũng mến chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Em xin bye bye và hẹn gặp lại clip sau. Nhớ cả nhà nha.